Hello anh em, Bitcoin tuần vừa rồi thì đã đóng nến tăng 15%, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Ancoin thì có thể chưa tăng quá mạnh mẽ trong tuần, nhưng chúng ta có thể thấy được cái sự tăng trưởng của các meme coin như là PP, Flocky hay là Shiba với các mức tăng trưởng lên hàng chục phần trăm, thậm chí là trên 100%. Vậy, ở trong tuần này thì Bitcoin sẽ đi như thế nào và liệu có cơ hội nào để nhà đầu tư vào hàng Ancoin hay không? Thì hãy cùng theo dõi cùng HC Capital nhé! Những ngày cuối tuần vừa rồi thì volume có dấu hiệu giảm dần, tuy nhiên vẫn rất là cao so với thời gian trước. Hơn 82 triệu đô stablecoin đã được nạp lên các cái sàn giao dịch trong 24 giờ vừa qua. Và như là một kết quả tương quan thì tất cả các cái dự án ở trên thị trường tăng trưởng xanh và các cái vị thế long đang được gia tăng. Xu hướng ngắn hạn Bitcoin ở thời điểm hiện tại là tăng giá. Tuy nhiên, ở trong thời gian tới thì mình vẫn chờ một cái cú big short đến từ Bitcoin. Đối với nến ngày thì đã đóng nến xanh triệt tiêu hết tất cả các nhịp điều chỉnh trước đó và dự là sẽ có một nhịp tăng nhẹ lên lại cái vùng 35K8 để có thể phun lại tất cả các cái râu ở trong thời gian trước. Đối với khung H4 thì vẫn là một cái biên độ rộng đi ngang sau cái nhịp pump mạnh trước đấy, với cái vốn giao dịch đang hiện tại đang nén lại, vẫn đang đợi một cú bứt phá ở trong những ngày cuối tháng hoặc là những ngày đầu tháng. Khung 15 phút thì đã có những cái nhịp điều chỉnh giảm sau khi mà chạm cái vùng supply zone quanh cái con số là 34K7 như là plan tuần trước. Nếu như mà xác nhận được cái đao tăng ở trên M15 quay trở lại thì sẽ ủng hộ thêm cho cái việc là Bitcoin tiếp tục tăng trưởng. Bitcoin thì đã đi dần về những ngày cuối tháng nên anh em cẩn thận sẽ có những sự quay xe từ market để đóng nến tháng nếu có. Mình dự đoán là thời gian tới sẽ có một cái mini uptrend nhanh nếu như mà Bitcoin vẫn có thể giữ được cái mốc là ở trên 33K hay là 32K thì sẽ có một cái nhịp để Ancoin có thể bay theo nốt. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì khả năng cao là Bitcoin nó sẽ đi sideways và Ancoin sẽ có cái cơ hội để dài hơn cho cái nhịp tăng trưởng. Vì thế nên là anh em có thể dùng 20-30% vốn để có thể mua ở thời điểm này. Một số coin có thể có chart đẹp như ở thời điểm hiện tại, đó là Edu, ID, Hook hay là Alpha. Còn nếu như Bitcoin mà gãy và đóng nến ở dưới 25K theo nến tháng thì chúng ta mới nên sợ hãi, hoặc là có một cái trường hợp là Dom tăng quá mạnh thì lúc đấy Ancoin sẽ bị sốc nhiệt. Tuy nhiên thì đấy sẽ là một cơ hội để có một cái entry đẹp nếu như Bitcoin vẫn có những cái dấu hiệu cho đà tiếp tục tăng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái thông tin đang hot ở trên thị trường và những cái cơ hội kiếm tiền ở thời điểm này. Đầu tiên là phải kể đến việc Binance đang mất dần cái vị thế của mình khi mà các cái thị phần giao dịch của sàn này tại Mỹ và Anh đang chứng kiến một lượng người dùng suy giảm nghiêm trọng do các cái chính sách được thắt chặt bởi các cái chính phủ này. Và điều này xảy ra tại thời điểm mà đáng lẽ ra cái số người giao dịch phải nhiều lên khi mà Bitcoin đang ở trong một cái đà tăng trưởng. Bên cạnh đấy thì thị phần của OPEC lại đang đạt một mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng với con số là 62%, là 1,54 tỷ volume ở trên sàn này. Thời gian tới thì chắc là anh em sẽ nên cần phải để ý đến các cái dự án mà OPEC Venture đầu tư vào đấy nhá. Tiếp theo là thông tin về một dự án ở trong tuần vừa qua mà chắc chắn là anh em đã được nghe thấy rồi. Đó là Mimland, một cái dự án mà sẽ được ra mắt ở trên Binance Launch Pool là niêm yết vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Launch Pool thì đã bắt đầu được triển khai ở trên Binance từ 7 giờ ngày 28 tháng 10. Đây là một cái dự án nói về meme và có một cái cộng đồng đầu tiên được phát triển, được ra mắt ở trên Binance Launch Pool. Thì nó được coi là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực từ phía sàn giao dịch tập trung số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại về cái mùa meme mới. Điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, các cái sóng đẩy của các cái meme coin như là PP, Flocky hay Doge cũng đang cực kỳ ấn tượng. Vì vậy, cộng đồng đang trở nên cực kỳ mong chờ cái dự án meme này để có những cái sự tăng trưởng có thể vượt bậc giống như là Shiba hay Doge thời gian trước. Ngoài ra thì trong tuần vừa rồi đã có những cái thông tin Vitalik, tức là founder của Ethereum, thì đang có những cái sự đầu tư vào một cái dự án, đó là Nocturne. Thì dự án này đã có những cái thông báo về việc là đã gọi được vốn là 6 triệu đô do Bain Capital và Polychain Capital Lead. Thì bên cạnh hai cái tên capital lớn như thế thì chúng ta có những cái tên như là Vitalik hay là Binance Venture, cũng là những cái investor hay là backer uy tín mà cái đội dự án này sở hữu. Anh em thì có thể theo dõi thêm với dự án này để có thể có những cái nhìn cụ thể hơn. Dự kiến thì giao thức này nó sẽ có và ra mắt cho anh em vào cuối tháng 11.